Đây, tập được thiết bài. Được rồi, chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu mọi người cây cơ của hãng mới xếp tay từ nước ngoài về, nhờ mua bên Mỹ về đấy. Molinari, Molinari này. Đấy, mã của nó là Pepa. Đây. Chưa? 8G đó đấy. Vẫn đẹp chưa? Đó. Đây. Vẫn thẳng tắp. Vẫn hoa văn. Cơ này để cơ này ghép từ được ghép từ 6 lớp gỗ đấy. Thẳng tắp. Cái ngọn nó cũng vậy. Đây. Ngọn này cũng ghép từ 6 lớp gỗ. Đây, thấy chưa? Nó có vân đẹp chưa? Đó. Đấy, tất nhiên. Đầu cơ có gắn chip. Chip này như là 5 lớp. Đấy, 1 2 3 4 5. Đó, có cơ mới chưa xài. Có bảo vệ cơ. Đây, bằng gỗ nha. Chứ không phải có một số loại cơ kia thì cái này nó bằng inox này, nhưng mà hàng xịn nó bằng gỗ, tạo cái cơ nó nhẹ, cái kênh nó nhẹ. Đó, bằng gỗ này. Thì cảm giác nó nhẹ hơn. Gỗ xịn đấy. Tạo ghép bằng 8 lớp với nhau. Đó, vân nó đều. Đấy, xong, phần đuôi nó cũng vậy. Đấy. Ba thì đây này nó cũng có cái để bảo vệ cái ren trong ạ. Trong này thì nó bằng nhựa này, nhựa gì đấy, đấy đẹp chưa? Đấy. Đấy, gọi vào. Đây. Rồi mình ghép cơ này. Hàng này hàng nhờ người ta mua xách tay từ Mỹ về đấy. Giá của nó là 25 triệu. Nó có nhiều đó. Tùy. Vì nó cấu tạo bằng cái chất liệu gỗ gì. Gỗ gì. Đúng không? Và cái đầu chip này đầu gì thì phụ thuộc vào nó dán thành nó cao hơn thì cái đó tùy. Nhà nó thẳng tắp chưa? Đấy. Thấy chưa? Đây. Bánh nó nhẹ nhàng nướng níu thôi. Bên gỗ nha. Không phải giống bên ốc đâu.